Thưa quý vị, liên tục những năm gần đây, khu vực cảng nước sâu cái mép thị Chải luôn duy trì mức tăng trưởng hai con số. Khả quan hơn là bắt đầu từ đầu năm 2019, thì tàu container lớn nhất thế giới đã chính thức vào khai thác hàng tuần tại cái mép, khẳng định được tiềm năng và cả năng lực của hệ thống cảng này. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều vấn đề xoay quanh sự phát triển của cụm cảng cái mép thị Chải, và một trong số đó là vấn đề làm thế nào để khai thác hiệu quả cái mép thị Chải nhằm nâng cao doanh thu cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Do lợi thế về độ sâu luồng lạch, nhiều cảng nước sâu có thiết bị hiện đại, khu vực cảng nước sâu cái mép, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có thể tiếp nhận những con tàu xuất chở lớn, trong đó có những chuyến tàu trực tiếp đi châu Âu và châu Mỹ mà không phải trung chuyển qua nước thứ ba. Cái mép thị Vải cũng chính là điểm trung chuyển nội địa, tập trung hàng từ miền Bắc vào, từ các tỉnh phía Nam và từ Campuchia sang để đưa lên tàu mẹ đi các chuyến biển xa. Với lợi thế đó, những năm qua khu vực cảng cái mép thị Vải có bước phát triển vô cùng khả quan. Theo báo cáo của cảng vụ hàng hải Bà Rịa Vũng Tàu thì năm 2018 là chúng ta đã đạt được hơn 2 triệu tiêu, hàng xuất nhập khẩu chúng ta lại còn có khoảng 2 triệu mốt tiêu là trung chuyển nội địa. Thế ngoài ra thì có lại hàng của tô mẹ là hàng nhập khẩu đến đây rồi chúng ta lại đi các cái địa phương khác. Đấy thì cái số lượng container thì nó khoảng 2 triệu mốt. Thế còn chính cộng lại 2.587.000, chúng ta ra khoảng hơn 4.7 triệu. 4.7 triệu tiêu mà so với công suất thiết kế là 6.8 triệu thì báo cáo chí là chúng ta đạt là 7-8% rồi. Tốc độ phát triển cảng biển thì khả quan, nhưng vấn đề doanh thu cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nơi có cụm cảng cái mép thị Vải lại chưa như kỳ vọng. Theo Cục Hàng hải Việt Nam, trong số 80% lượng hàng về cái mép thị Vải bằng đường thủy nội địa, thì đã có đến 60% lại quay về khu vực Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh, sau đó rút hàng bằng đường bộ. Lý do chủ yếu là vì vấn đề thủ tục hải quan tại khu vực cái mép thị Vải không thông thoáng như tại thành phố Hồ Chí Minh. Thực tế này đã khiến cho các nguồn thu liên quan đến hoạt động cảng biển của Bà Rịa Vũng Tàu rất ít. 60% trong số 80% hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy nội địa thì lại quay trở về Cát Lái và sau đó rút hàng đường bộ. Lấy lý do gì? Người ta làm bill ở đấy, hàng hóa về đấy. Sản lượng hàng hóa tăng như thế nhưng cái mà Bà Rịa Vũng Tàu được thì rất là ít, thậm chí tôi nói là chưa được cái gì. Đấy. Bởi vì là nó liên quan đến cái làm thủ tục quy trình tục hải quan này kia thì toàn làm Hồ Chí Minh, toàn làm chỗ khác. Thế còn ông này chuyên chở thôi, kia là thuế má để những cái nguồn thu là chả được cái gì cả. Muốn Bà Rịa Vũng Tàu mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả mọi thứ thì các ông chí cũng phải nghĩ về tỉnh ý. Tôi cũng muốn là đặt ra vấn đề để Cục Hàng hải Việt Nam, rồi bộ, rồi các cơ quan của bộ liên quan và cũng đề nghị là cũng phối hợp với tỉnh. Và tôi nghĩ ngay cả các doanh nghiệp khai thác cảng biển ở khu này, các đồng chí tôi nghĩ là những người đầu tiên có trách nhiệm phải đưa ra các giải pháp để làm sao mà người ta sẽ làm hóa ở đây. Không chỉ có vấn đề thủ tục hải quan chưa thật sự thông thoáng, khu vực cảng cái mép thị Vải chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp chọn làm điểm xuất nhập khẩu hàng hóa, còn là do giá thành dịch vụ, nhất là chi phí vận tải tại hệ thống cảng cái mép thị Vải đang khá cao so với khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Theo một số doanh nghiệp có hàng hóa container xuất nhập ở cụm cảng cái mép thị Vải cho biết, thì một container đến hoặc rời cảng cái mép thị Vải đang phải cổng đủ các loại chi phí. Cụ thể, xe container đến lấy hàng tại cảng phải nộp cước phí xếp dỡ từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng một container. Xếp dỡ từ tàu lên xe ngay khu vực cầu cảng giá từ 280 đến 490.000 đồng một container. Ngoài ra, nhiều khoản chi phí khác doanh nghiệp phải chịu như chi phí mất cân đối container, quản lý container, phí telex, phí vệ sinh, phí sửa container. Sau khi xe rời khỏi cảng, doanh nghiệp phải cho trả thêm tiền phí đi đường, xăng dầu và tiền qua trạm thu phí. Cũng theo các doanh nghiệp này, hiện chi phí vận chuyển một container hàng từ cảng cái mép thị Vải về Nhơn Trạch, Đồng Nai quá đắt so với chi phí vận chuyển một container hàng từ Cát Lái về Đồng Nai, Bình Dương. Đường từ Nhơn Trạch về cái mép chỉ dài 40 km, nhưng chi phí vận chuyển một container lên đến 4 triệu 300 ngàn đồng. Trong khi đoạn đường từ Nhân Trạch về Cát Lái dài 80 km, nhưng chi phí vận chuyển chỉ khoảng 3 triệu 300 ngàn đồng một container. So với chi phí vận tải bằng đường thủy, chi phí vận tải đường bộ đã gấp 7 lần. Sẽ có một cái hội nghị gọi là hội nghị khách hàng. Đấy là sẽ tìm ra tất cả những cái giải pháp làm sao để là khơi thông được nguồn hàng về, đẩy nhanh được cái nguồn thu cho địa phương. Hy vọng rằng qua những cái sự khởi động đầu năm thì chúng tôi nghĩ rằng là sẽ giải quyết được những vấn đề
mà cái khó khăn trong vấn đề duy trì cái sự tăng trưởng và duy trì được nguồn thu cho địa phương. Hy vọng là chúng tôi sẽ làm được trong 2019. Để có thể khuyến khích các doanh nghiệp làm thủ tục tại khu vực Cái Mép Thị Giải, qua đó tăng nguồn thu cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì cần giải quyết rất nhiều vấn đề như hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, đảm bảo độ sâu luồng, rút ngắn hơn nữa các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực cảng biển, đồng bộ hóa các dịch vụ kết nối đi kèm như phí xăng dầu vận chuyển, kho bãi, vận tải đường thủy nội địa và thậm chí là cần ban hành một quy định riêng cho việc vận chuyển container qua lại giữa các bến tại khu vực Cái Mép Thị Giải và các cảng cạn, cảng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo tính linh hoạt trong tổ chức dịch vụ của cả nhóm cảng số 5.